có nhiều cuộc gọi trong tuần này, nhưng mà cuộc gọi cuối là lúc không tỉnh mà đang say. Có rất nhiều cô gái ở cạnh anh. Anh xin từ trước hết bật đèn đỏ tắt đèn xanh, vì người cùng trang gối đang đợi anh ở nhà. Lần lần cùng anh đi từ lúc ngày đó đến thành danh. Cho dù em có mặt hở và bao vòng em nõn nè, để dành cho thằng khách ngắm không dám chê, nhưng xin chừa anh ra nha. Anh không muốn em phải khóc vì những lần em ham chơi. Anh phải về nhà sớm vì ở nhà có em đợi. Vì anh không phải người xấu, không muốn giấu em điều gì, thà làm cho con khác khóc chứ không để em ước mi. Muốn làm thằng đàn ông tốt thật là khó, đâu có dễ đâu. Mày làm cho nó dính vào sông mắt đi phá, đâu có dễ lâu. Là một thằng nam nghe đã chủ phu và thảo tháng, mày quen con người ta được 2-3 năm xong bạc chán. Hình nền điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để em. Hình nền điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Hình nền kể thêm, muốn có em bé thì cứ để em.